Bên tay phải mình đây là chiếc AirPods Pro và bên tay trái mình đây là chiếc AirPods 3. Và trong video này mình sẽ so sánh chiếc AirPods Pro và chiếc AirPods 3 để xem chiếc tai nghe nào sẽ là lựa chọn phù hợp với các bạn hơn nhé. Chúng ta bắt đầu video thôi. Mark One số 1 về Mark. Điều đầu tiên mình muốn so sánh với hai chiếc tai nghe này đó là về giá bán. Hiện tại thì chiếc AirPods 3 đang được bán chính hãng tại Mark One với mức giá 4.990.000 và chiếc AirPods Pro đang được bán chính hãng tại Mark One với mức giá là 5.490.000. Với sự chênh lệch là chênh nhau có 500.000 thôi thì các bạn nên lựa chọn chiếc tai nghe nào? Chúng ta hãy đến phần thiết kế đi. Ở trên tay trái mình là chiếc AirPods 3 và bên tay phải mình là chiếc AirPods Pro. Chúng ta sẽ có thiết kế của cả hai chiếc tai nghe này đều là dạng con nhộng màu trắng. Và ở phần bên ngoài thì sự khác biệt lớn nhất chúng ta thấy được đó là chiếc AirPods Pro sẽ dài hơn chiếc AirPods 3. Còn về độ hoàn thiện thì không phải bàn rồi. Chiếc AirPods 3 vẫn có độ hoàn thiện tốt chứ chiếc AirPods Pro. Đồ Apple mà. Nên phần này thì mình sẽ không nói kỹ. Mở bên trong hộp ra thì chúng ta thấy được ngay sự khác biệt lớn nhất đó là thiết kế của chiếc AirPods 3 có dạng thiết kế là earbud. Còn thiết kế của AirPods Pro thì có dạng là in-ear. Với dạng in-ear thì môi trường âm thanh được tái tạo bởi tai nghe sẽ kín hơn. Bù lại thì cảm giác đeo không được thoải mái so với dạng là earbud. Với dạng earbud thì chúng ta sẽ có một môi trường âm thanh mở hơn và thoáng tai hơn. Thực ra là chiếc tip đầu tai của AirPods Pro đã làm rất là tốt rồi, đeo mình cũng cảm thấy thoải mái thôi. Nhưng dùng trong thời gian dài thì không thể bì được so với chiếc AirPods 3. Thời gian dài mình nói đến ở đây là rơi vào khoảng tầm 2 tiếng với cá nhân mình. Khi mình làm việc mình đeo chiếc AirPods Pro thì sau khoảng thời gian này thì mình cảm thấy là khá là ngột. Còn đối với chiếc AirPods 3 thì khi mà mình đeo đến khi nó từ đầy pin đến yếu pin thì mình cũng không có bất cứ vấn đề gì khi mà mình đeo chiếc tai nghe này cả. Cứ cảm giác như là chiếc tai nghe này đang không ở trên tai mình vậy. Và vấn đề này rất nhiều bạn quan tâm khi phân vân chọn mua hai chiếc tai nghe này. Nếu mà các bạn cứ mua làm sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn là được. Nếu các bạn cần một chiếc tai nghe mà nghe để lâu ấy thì mình sẽ recommend chiếc AirPods 3. Còn nếu mà bạn thích dạng in-ear vừa để trải nghiệm âm thanh từ Pro thì nó sẽ là một lựa chọn tốt hơn cả. Còn nói về chất lượng âm thanh thì mình cũng sẽ đánh giá luôn. Ok, chúng ta hãy nói về chất lượng âm thanh của hai chiếc tai nghe này đi. Cả hai chiếc tai nghe này đều đáp ứng được tất cả các nhu cầu nghe nhạc cơ bản. Nó là nằm ở mức tốt và khá, đôi khi là sẽ là khá nhưng mà không thể nào là nằm ở mức mà xuất sắc được. Và hai chiếc tai nghe ngày hôm nay mình sẽ so sánh thì theo dưới dạng là mình sẽ so sánh chi tiết chất âm của nó từ các cái giải như là giải bass, giải middle, giải treble cũng như là chi tiết của cái tái tạo, chi tiết âm thanh tái tạo được cũng như là không gian âm thanh tái tạo được thì mình sẽ so sánh chi tiết như vậy luôn. Thì bắt đầu luôn đi. Đầu tiên thì mình sẽ nói về một cái giải âm mà các bạn quan tâm nhất ở trong phân khúc giá này với những đối tượng sử dụng là những bạn trẻ đi, đó là âm bass. Mình sẽ nói qua một chút về cái phần thiết kế này đi. Với chiếc AirPods Pro chúng ta sẽ có một thiết kế là thiết kế in-ear. Với cái thiết kế này thì khi mà các bạn đeo vào tai nó sẽ tạo ra một cái không gian hoàn toàn kín, khá là kín thôi, thì sẽ giúp cho những cái âm bass của các bạn đi qua từ chiếc tai nghe này vào đến tai của chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó rất là lực, nó rất là mạnh và cái không gian tái tạo nó rất là sôi động, nó rất là phù hợp để nghe EDM. Còn đối với chiếc AirPods 3, bởi vì thiết kế giống như chiếc earbud bình thường, chúng ta sẽ là một thiết kế earbud. Với thiết kế này chúng ta sẽ vẫn có không gian để hở, vẫn có không gian mở, thì cái âm bass của nó bây giờ nó sẽ không thể nào tạo được lực như chiếc AirPods Pro nữa. Nhưng bù lại một cái là với cái không gian mở ấy, cái không gian thoáng ấy, khi mà bạn nghe những bài nhạc EDM với có âm bass là chủ yếu đi, là chủ bass của chúng ta sẽ là chủ đạo với điểm nhấn, những cái đoạn drop ấy, thì với chiếc AirPods 3 này cũng rất là tốt, nó không hề thua kém gì so với chiếc AirPods Pro đâu. Bởi vì chiếc AirPods Pro của chúng ta khi mà nghe những bài EDM ấy, nó sẽ tập trung nhiều hơn vào cái chi tiết của bass, tức là âm bass nó sẽ tròn vành hơn, thực ra là gọi là chi tiết hơn thôi chứ mình nó chưa thể chạm đến mức là ngọt được. Bass của chúng ta sẽ là tròn hơn một chút so với chiếc AirPods 3 và cái lực tạo ra của nó khi mà các bạn nghe bằng AirPods Pro, ok nó có lực hơn, nhưng mà khi các bạn nghe bằng AirPods 3 thì chúng ta sẽ có âm bass mình cảm giác là nó chân thật hơn. Đó là về phần âm bass. Tiếp đến chúng ta sẽ đến âm mid đi. Âm mid thì mình test bằng với bài là Hotel California của The Echo. Thì mình nghe chủ yếu những cái
chi tiết của cái nhạc cụ mà mình có thể nghe được. Thì đối với chiếc AirPods Pro ở phần mid nó lấn át hoàn toàn. Ở phần mid của chúng ta sẽ nghe thấy, cá nhân mình nghe thấy rất nhiều tiếng nhạc cụ, từ trumpet cho đến là tiếng guitar, là mình nghe được cả hai tiếng đàn guitar luôn. Còn đối với chiếc AirPods 3 của chúng ta thì âm thanh của chúng ta, cái độ chi tiết thì nó không thể nào tốt bằng chiếc AirPods Pro rồi. Mình nghe thấy nó tương đối bị dính vào với nhau. Phần này thì AirPods Pro gần như là ăn điểm hoàn toàn. Phần cuối cùng mà mình muốn nhắc đến đó là phần âm treble. Với phần âm cao thì mình lại rất là ngạc nhiên với cái khả năng của chiếc AirPods 3. Chiếc AirPods 3 khi mình nghe với những cái bài như là vocal nữ như của Whitney Houston với bài I Always Loved You, hay là với bài Century, một số bài nhạc rock là metal ấy, thì mình nghe Century của Fallout Boy, thì với cái bài Century khi mình nghe thì cái âm chói ở trên chiếc AirPods Pro nó rất là chói. Mình thường nghe với âm lượng là mang full âm lượng từ 80 đến 100, thì thường chủ yếu mình nghe ở 100, thì cái AirPods Pro cho cái âm lượng cho ra là rất là chói và hoàn toàn bị lát, nó lấn át hết tất cả các chi tiết còn lại và âm nó rất là bè. Đối với chiếc AirPods 3 thì mặc dù không thể tái tạo được chi tiết được nhưng mà nó không bị chói, nó không nghe cảm giác không bị đau đầu, cũng không bị khó chịu. Khi các bạn đeo chiếc AirPods Pro mà các bạn nghe metal chỉ cần 30 phút thôi, các bạn thấy đau đầu, rất là đau đầu rồi, vì cái không gian của bạn bây giờ nó là một không gian kín. Còn đối với chiếc AirPods 3 khi chúng ta nghe một số bài nhạc metal ấy, như của Scorpion, thì nó không tạo cảm giác đau đầu. Và tiếng sibling ấy, cái tiếng xì của chúng ta khi nghe ra ở trên chiếc AirPods 3 nó nhỏ hơn so với chiếc AirPods Pro. Đây là một điểm mình cũng khá là khó hiểu. Khi chiếc AirPods Pro mình đã để thử tắt cả chế độ transparent mode cũng như là off luôn cả chế độ active noise cancelling đi, và cũng bật cả chế độ đấy luôn được, thì cả ba cái chế độ trên chiếc AirPods Pro cho ra tiếng sibling tương đối là khó nghe và tương đối là khó chịu. Còn trên chiếc AirPods 3 thì cái tiếng này thì nó lại ít hơn và mình nghe nó không bị khá là gắt, không bị đau đầu hơn. Tiếp đến về tái tạo âm thanh đi. Cái khả năng tái tạo âm thanh và tái tạo môi trường âm thanh, chiếc AirPods 3 hoàn toàn làm chủ. Bởi vì nó thiết kế theo kiểu in-ear. Chính vì thiết kế theo kiểu in-ear này nên là cái khả năng tái tạo âm thanh cũng như môi trường âm thanh trên chiếc AirPods Pro nó rất là tốt. Tựu chung lại, nếu các bạn là một người nghe nhạc EDM chủ yếu những cái bassline là những cái điểm nhấn, hay là các bạn cần là một cái âm thanh mà có chi tiết tốt hơn, thì chiếc AirPods Pro chúng ta sẽ là đáng giá hơn rất là nhiều. Còn nếu các bạn nghe những bài nhạc mà nhu cầu âm thanh của bạn không quá là khắt khe, các bạn thiên về cảm giác đeo nhiều hơn, thì chiếc AirPods 3 sẽ là sự lựa chọn của các bạn. Nói đến cảm giác đeo đi, khi các bạn đeo chiếc AirPods Pro này trong khoảng thời gian là 3-4 tiếng thì cảm giác nó rất là bí bách tai. Tai của chúng ta sẽ tạo ra không gian kín và khi mà mình đeo sử dụng lâu ấy, nó cảm giác rất là mỏi tai cũng như là cảm giác rất là bí. Thì mặc dù đây là một cái ear tip khá là mềm, khá là tốt đến từ nhà Apple, nhưng mà không thể nào bằng chiếc earbud truyền thống của chúng ta được. Với chiếc earbud truyền thống của chúng ta thì khi các bạn đeo, các bạn gần như không cảm nhận được sự hiện diện của chiếc AirPods 3 đang ở trong tai của bạn, giống như những gì mà AirPods 2 đã làm được trong thời gian trước. Và AirPods 2 vẫn là một sản phẩm rất là tốt, AirPods 3 đến và thay thế nó tốt hơn, còn tốt hơn nữa, còn tốt hơn nhiều hơn nữa. Và đây là quyết định lựa chọn mua của các bạn thôi. Cảm giác đeo AirPods 3, chất lượng âm thanh, chi tiết, tái tạo, âm bass AirPods Pro cũng đơn giản thôi mà, phải không nào? Và vừa rồi là những cái chia sẻ cá nhân của mình khi mà mình trải nghiệm, mình sử dụng hai chiếc tai nghe này. Và mình có hỏi những người xung quanh mình thì họ cũng đều cho ra một số kết quả khá là tương đồng như vậy. Nên là nếu mà các bạn có lựa chọn mua tai nghe ấy, thì hãy đến Mark One mua nhé. Và mong rằng video này có thể giúp được cho các bạn thêm những thông tin để chúng ta có thể lựa chọn mua chiếc AirPods Pro hoặc chiếc AirPods 3 một cách chính xác hơn nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay, hãy đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của Mark One. Hãy subscribe đi vì nó miễn phí.